Trong thế giới của người trưởng thành, cảm xúc là thứ không thể tùy tiện thổ lộ mà thường phải cất giấu đi sau những gương mặt tưởng chừng luôn hạnh phúc. Vì thế, càng lớn, con người càng chìm đắm trong sự giằng xé của những suy nghĩ ngổn ngang. Một cuộc nội chiến trong tâm trí mà có lẽ chính chúng ta cũng từng đôi lần vướng phải. Một hành tinh xám xịt, ngổn ngang suy tư, chần chừ, lo lắng, hoài nghi, nhạy cảm và tiêu cực bủa vây trong tâm tư của những kẻ nghĩ nhiều. Chào mừng bạn trở lại với chuyên mục Cảm Sách trên kênh Sách Tóm Tắt Bí Quyết Thành Công. Hôm nay, Ngân xin chia sẻ về cách để bớt nghĩ nhiều, lấy cảm hứng từ cuốn sách Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều, tác giả Nguyễn Đoàn Minh Thư. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Vậy làm sao để bớt nghĩ nhiều và thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang đó trong ta? Thứ nhất, ngừng so sánh bản thân với người khác và học cách yêu thương cái tôi của chính mình. Tác giả cho rằng, đời có lẽ không phải là một cuộc đua mà là một cuộc hành trình. Và việc so sánh hành trình của mình với hành trình của người khác, rồi dày vò bản thân, có lẽ không phải là một lựa chọn thông minh. Trên đời này không có ai sinh ra là hoàn hảo, bởi như người ta thường nói, cuộc sống là một tập hợp những quy luật bù trừ. Tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta những hình dáng cơ thể khác nhau, không ai là hoàn hảo. Ví dụ, nếu bạn có một khuôn mặt dễ thương, có lẽ tạo hóa sẽ không cho bạn một số thứ, chẳng hạn như chiều cao của bạn hoặc số đo 3 vòng không được như ý. Thành thực, khách quan mà nói, tôi cũng như bạn, chúng ta đều giống nhau, đều muốn mình trở nên xinh đẹp, hạnh phúc, thành công, sống cuộc đời khiến người khác phải ngước lên ghen tị, ước ao. Nhưng hành tinh trong tâm trí mỗi người lại khác biệt, và rõ ràng không phải hành tinh nào cũng xanh tươi, thoáng đãng, đầy tích cực. Thế giới của những kẻ nghĩ nhiều luôn phủ một màu xám, chẳng chịt suy nghĩ, sợ hãi, tự ti về cái tôi không hoàn hảo của chính mình. Nhất là khi thế giới công nghệ ngoài kia cùng với các phương tiện truyền thông lại càng khuếch đại sự so sánh ấy qua cuộc sống tuyệt vời của những người nổi tiếng, qua những hình ảnh, video đẹp đẽ của họ. Khi con người ngập chìm trong những hình ảnh hoàn hảo ấy, thật khó để ngăn bản thân không cảm thấy cuộc sống của người khác luôn tốt đẹp và dễ dàng hơn so với chính mình. Và cứ thế, sự ám ảnh về không hoàn hảo dần trở thành điểm chí mạng, khiến tâm trí cho rằng bản thân mình không xứng với những điều đẹp đẽ đó. Càng so sánh, tâm trí càng tạo ra một cảm giác sai lầm về lòng tự trọng, và rằng luôn có một ai đó hoàn thành tốt hơn, giỏi hơn, thành công hơn, xinh đẹp hơn. Một đứa trẻ được lớn lên với các cột mốc ấn định tại các độ tuổi. Ví dụ, một tuổi phải biết đi, nói chuyện, đi học phải đạt thành tích tốt, học giỏi các môn văn hóa. 18 tuổi không vào được đại học là thất bại. 22 tuổi chưa có được công việc nghìn đô thì là chưa cố gắng. Hay 27-28 tuổi chưa lập gia đình là ế. Hết thảy những điều này đã tạo ra cảm giác không đủ khi nhìn người khác đạt được cột mốc đó, còn bản thân thì không. Mỗi người trong cõi đời của mình hòa mình vào một vũ trụ sống riêng, một thế giới đặc biệt, nơi mà bản thân là ngôi sao sáng duy nhất. Trong vũ trụ ấy, mọi hành động, mọi lựa chọn và mọi trải nghiệm là những tia sáng chiếu rọi lên từng góc tối của tâm hồn. Đó là vũ trụ cá nhân, nơi mọi cảm xúc, mọi ước mơ và mọi nỗi lo sợ trở thành những ngôi sao và hành tinh quen thuộc. Chúng ta không thể so sánh hành tinh của mình với hành tinh của người khác, vì mỗi hành tinh có một quỹ đạo riêng và mỗi ngôi sao đều tỏa sáng theo cách riêng biệt. Mỗi bước tiến, dù lớn hay nhỏ, đều đánh dấu một phần của cuộc hành trình độc đáo mà chỉ có mình ta mới có thể hiểu. Mỗi người đều đang đi theo lối riêng của mình và không có cách nào so sánh một lối đi với một lối khác. Thật khó để buông mình khỏi sự so sánh, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Nhưng có lẽ chỉ khi bạn định nghĩa được thành công và hạnh phúc với riêng mình là như thế nào, thì tâm trí sẽ để bạn tự do hưởng thụ trong thế giới riêng ấy của chính mình. Ví dụ, nếu cuộc sống của du mục khiến bạn hạnh phúc, thì chắc rằng bạn sẽ chẳng còn quan tâm đến việc liệu đồng nghiệp của mình có trở thành quản lý cấp cao khi làm việc 80 giờ một tuần hay không. Tôi tin chắc mỗi người đều đủ hiểu rằng bản thân luôn có định nghĩa về hạnh phúc riêng, dù rằng nó có thể không phù hợp với tiêu chuẩn của phần đông thế giới. Thế nhưng, cứ hễ nhìn sang những thành tựu của người khác, thế giới của kẻ nghĩ nhiều lại không tự chủ được mà sinh ra cảm giác so sánh, mặc cảm, dù con đường chính mình đang đi cũng không hề tệ. Nỗi đau mà người khác gây ra cho chính mình
đôi khi không ghê gớm bằng cách bản thân tự dày vò tâm trí chính mình. Vì thế, hãy học cách yêu thương cái tôi của chính mình. Tôi hy vọng chúng ta đều hiểu rằng những khiếm khuyết của bản thân không phải do chính mình lựa chọn. Tất nhiên, ở đây tôi không nói về những thói xấu do việc lười biếng hay bỏ bê bản thân gây nên. Tôi chỉ nói về bản chất. Con người nguyên sơ của mỗi chúng ta đều có những năng lực riêng, vũ trụ riêng như cách tác giả đã nói. Cả mình và bạn, chúng ta đều là những cái tôi không hoàn hảo và điều đó không sao cả. Chúng ta chỉ cần là những cái tôi cố gắng chân thật, học cách để trở thành cái tôi tốt đẹp hơn mỗi ngày. Thứ hai, con cái không phải bản sao của cha mẹ. Chúng ta không thể cắt và dán, chỉnh sửa hay xoay chuyển vũ trụ cá nhân của mình để nó trở nên giống với người khác. Chúng ta chỉ có thể điều chỉnh cách chúng ta tiếp nhận, đánh giá và tận hưởng những cảm xúc ấy. Chúng ta luôn nói rất nhiều về việc mỗi người phải sống một cuộc đời của riêng mình thì mới hạnh phúc. Và con người khát khao nó đến độ, điều này thể hiện rất nhiều qua các khía cạnh của cuộc sống, đi vào trong sách vở, báo chí, phim ảnh. Thế nhưng chính chúng ta lại luôn phán xét người khác, phán xét theo những buộc tội một chiều rồi lại cổ vũ họ sống là chính mình. Dưới những định kiến, góc nhìn, đánh giá của xã hội khiến nhiều người không dám sống thật. Đặc biệt với sự bao bọc như hiện giờ, rất nhiều phụ huynh áp đặt muốn coi con cái trở thành bản sao của chính họ, gạt đi những ước mơ, suy nghĩ tâm tư của đứa trẻ. Và dần thế giới của kẻ suy nghĩ nhiều lại ngập chìm trong những suy tư, chần chừ, rối bời, nghi ngờ năng lực bản thân. Con cái là sự kết hợp của di truyền và tâm hồn, nhưng đừng bao giờ là bản sao của cha mẹ. Bạn phải là ngọn lửa mới, sống cuộc đời rực rỡ của chính mình, với những đặc điểm riêng, khả năng và đam mê độc đáo. Bạn không phải là bức tranh sao chép, mà là tác phẩm nghệ thuật riêng biệt, sẵn sàng được tạo ra và điều chỉnh bởi những nét vẽ của cuộc đời. Được là chính mình, có lẽ là điều may mắn và hạnh phúc nhất với một người trẻ trong chặng đường định nghĩa giá trị bản thân. Làm điều bạn thích, yêu người bạn yêu, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, theo đuổi giấc mơ mang tên bạn, không bỏ lỡ hay hoài phí bất cứ cơ hội nào. Cuộc đời chính là cuộc hành trình vào sâu trong vũ trụ của chính mình để khám phá và yêu thương bản thân. Mỗi ngày là một cơ hội để thể hiện bản chất thật sự của mình và tạo ra những tia sáng mới trong vũ trụ ấy. Đừng bao giờ quên rằng mỗi người có một vũ trụ sống riêng, và đó là điều tạo nên sự độc đáo và quý báu của cuộc sống. Thứ ba, hãy ôm lấy chính mình trước. Tác giả đã kể nhiều câu chuyện tình yêu trong những phần cuối của cuốn sách, cùng với lời khẳng định, họ không thể ngừng nói về tình yêu. Quả thực, trong thế giới đầy hỗn loạn, sự rung động của trái tim chính là điều khiến tâm trí phải nghĩ suy, chần chừ nhiều nhất. Yêu đúng người, tình yêu sẽ trở thành liều thuốc tinh thần an ủi tâm hồn đầy rối ren. Ngược lại, yêu sai người, tâm trí nghĩ nhiều sẽ càng bị chôn vùi, nhấn chìm trong những rối rắm không tài nào thoát ra được. Rốt cuộc thì dù đang ở trong mối quan hệ nào, chúng ta cũng đều phải học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, nghĩ cho bản thân trước khi lo lắng cho người khác. Một người nghĩ nhiều luôn cần người kia thấu hiểu, săn sóc mình. Cô ấy hay anh ấy có thể khó chịu, đòi hỏi, nhõng nhẽo, đôi khi có hơi kiểm soát, nhưng mong đối phương hãy đừng khó chịu, cáu gắt với những cảm xúc nhất thường của trái tim nhạy cảm đó. Mà thậm chí, kể cả khi bạn chưa tìm được chàng trai hay cô gái nào thấu hiểu mình, thì cũng đừng vội vã chần chừ. Bạn không nhất thiết phải hy sinh để có được sự hy sinh của người khác. Điều quan trọng nhất vẫn là nâng niu lấy chính mình, bảo vệ tâm hồn và trái tim vốn nhiều thương tổn đó. Chúng ta thường lo sợ bản thân không đủ tốt và không xứng đáng với những điều tốt đẹp, một người tốt, tử tế cùng với những sự ngọt ngào và ấm áp. Chúng ta muốn được yêu nhưng lại không biết cách tự yêu lấy chính mình. Bởi vậy mà không thể cảm nhận trọn vẹn tình yêu từ một người khác. Học cách yêu bản thân cũng chính là cách ta tìm ra con đường cho riêng mình. Học cách tôn trọng và trân quý chính con người thật của mình. Chấp nhận và tha thứ những khiếm khuyết, sai lầm của mình, bạn mới có thể cảm nhận rõ nét tình cảm của người khác, ngừng phán xét và trở nên đồng cảm với mọi người. Tình yêu hay được ví như đại dương mênh mông vô tận, và trái tim bạn chính là một bình nước rỗng. Hãy làm đầy trái tim mình bằng sự tử tế, lòng bao dung, nhân hậu,
và tình yêu sẽ tự khắc lan tỏa tới mọi người. Hãy can đảm nhìn sâu vào bản thể bên trong, tái kết nối và khám phá chính mình thêm một lần nữa. Hãy cứ an yên và nhẹ lòng, bởi dù thế nào cũng sẽ có người mang yêu thương đong đầy tới tìm bạn. Thứ tư, kết nối với xã hội theo cách riêng. Những cảm xúc trong căn phòng đơn độc không để lại nỗi buồn trong trái tim, nhưng lại để lại dấu vết của một kẻ ngoài lề xã hội, một minh chứng cho sự biệt lập mà mình đã thôi chối bỏ. Cuộc sống có quá nhiều điều phải suy nghĩ, cân nhắc, nhưng nghĩ quá nhiều chỉ khiến bản thân trở nên mỏi mệt. Chuyện gì bỏ qua được thì hãy nhẹ lòng thả trôi với mây trời. Chuyện gì tha thứ được thì tha thứ cho người và cho ta. Suy nghĩ đơn giản đi, cuộc sống sẽ tự khắc vì ta mà dịu dàng hơn. Mỗi chúng ta đều có vũ trụ của riêng mình với những chiếc đồng hồ thời gian khác nhau. Và thời điểm những bông hoa nở rộ nhất trên hành tinh của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Cũng như những loài hoa ở đó đều riêng biệt và độc nhất. Miễn là bạn không ngừng chăm sóc, bồi dưỡng vùng đất đó, tôi tin phần thưởng sẽ tới với bạn vào thời điểm thích hợp nhất. Mong rằng những ai đang ngập chìm trong vũ trụ rối bời đầy nghĩ suy có thể sống chậm lại, lắng nghe tiếng nói sâu thẳm trong bản thân và hạnh phúc trọn vẹn với chính hành tinh của mình. Mình chưa bao giờ xinh đẹp và mình có thể sẽ không bao giờ xinh đẹp, và điều đó không sao cả. Hôm nay mình thấy rất vui, rất hài lòng với cơ thể của một cô gái. Chỉ đơn giản là một cô gái. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Kim Ngân trong chuyên mục Cảm Sách trên kênh Sách Tóm Tắt Bí Quyết Thành Công, nơi chia sẻ lại những bài học hay mà Ngân học được từ những cuốn sách hay để giúp bạn thành công. Nếu bạn cảm thấy video ngày hôm nay hữu ích, hãy chia sẻ với người cần nó. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của bạn bằng cách bấm like, bình luận và bấm đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng ngày. Và nếu bạn đang có bất cứ suy nghĩ hay cảm xúc nào, hãy comment chia sẻ ngay ở bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.